chào các bạn. Thì hôm nay tiếp tục đến cái kênh của mình, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tải cái trò chơi Last of Clans dành cho các bạn thanh niên này. Các bạn Last of Clans thì ai cũng biết rồi ha, cho một trò chơi chiến thuật rất hay. Và một trò nữa nó cũng có một cách tải tương tự vậy, thì là trò chơi hay đây, thì dành cho mấy các chị em phụ nữ hay trồng trọt chăn nuôi đó các bạn. Thì như các bạn cũng biết, thì giờ chúng ta lên App Store thì chúng ta tìm hai trò chơi đó thì sẽ không có để tải đâu nha các bạn. Lúc trước thì có nhưng bây giờ là không tải được. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tải cái trò chơi đó một cách đơn giản nha các bạn. Đó, thì như chúng ta cũng biết thì giờ bây giờ hiện tại Last of Clans á, chúng ta vào cái bộ to á, với lại cái hay đây á, chúng ta sạch nè, mình sẽ thử cho các bạn luôn. Đó, sạch thử thì nó sẽ không có cho chúng ta tải về đâu nha các bạn. Lúc trước có nhưng mà bây giờ thì nó đã không có nữa rồi. Đó, chúng ta lướt xuống không có là không có. Hay đây cũng vậy, mình cũng sạch thử cho các bạn xem thử để các bạn coi là không có. Đó, tại vì cái công ty mà sản xuất hai cái trò chơi này nè, nó đã rút khỏi Việt Nam rồi các bạn, nên là nó không còn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là chuyển cái dùng từ Việt Nam sang Mỹ để các bạn có thể tải được. Tại vì bên Mỹ là có nha các bạn, mình bên Mỹ tải được thì mình sẽ chuyển dùng. Đó, chuyển dùng thì mình mới tải cái đó về được. Thì đầu tiên là chúng ta vô cái bộ to chúng ta vô ngay cái clip của chúng, vô ngay cái nick của chúng ta đó, cái ID của chúng ta, rồi chúng ta bấm vô đó luôn, rồi vô chuyển dùng đó. Rồi các bạn tìm nước Mỹ nè, làm theo cái màn hình hướng dẫn của mình đó. Đó, Hoa Kỳ nha các bạn, nó để Hoa Kỳ không phải để Mỹ. Rồi chúng ta đồng ý, rồi chúng ta bấm đồng ý, rồi đợi cho nó chạy nha các bạn. Rồi đó, đây thì nó này là thông tin của mình nè, thì mình bấm là chữ non là không có thanh toán qua tài khoản nha các bạn. Rồi bắt đầu mấy cái thông tin này chúng ta cứ điền CA hết. CA là nó sẽ tự hiểu là California nha các bạn. Đó, mình chọn California nè. Đó. Xong cái mã zip á, cái mã zip là chúng ta lên search, lên mạng search cái mã zip của Cali hiện ra thì mình là 9001, 90001 nha các bạn. Còn số điện thoại thì chúng ta bấm đại số điện thoại gì cũng được, nó cũng vô hết á. Rồi xong chúng ta bấm tiếp theo. Rồi xong á, chúng ta bấm xong. Đó, nó chuyển sang tiếng Anh rồi nha các bạn nhìn nó chuyển sang tiếng Anh rồi nha. Đó, bây giờ chúng ta search Last of Clans ra nè. Đó, có liền nha các bạn, thấy chưa? Đó, thì chúng ta tải về thì bình thường thôi. Đó. Đợi cho nó để chứ đang tải đó, như vậy là đang tải rồi. Thì chúng ta bắt đầu search cái hay đây, chúng ta tải luôn hai cái cho chạy trong luôn. Last of Clans có là hay đây có liền nha các bạn, đó thấy chưa. Hai trò này thì nó cũng ra mắt lâu rồi, nhưng mà những bạn nam thì bây giờ rất còn thích chơi, tại trò chơi chiến thuật của nó hay. Còn nữ thì lại thích chơi hay đây đó. Nhiều người phụ nữ lớn tuổi hay thích vô đây trồng trọt nè, mà lại không biết cái cách tải về làm sao, tại vì nó xóa, lỡ chúng ta xóa cái là chúng ta không thể tải về được. Mình để mình di chuyển ra bên cái chỗ trống cho các bạn dễ quan sát. Nên giờ nó đang tải về rồi đó. Giờ chúng ta chỉ nhiệm vụ là đợi tải về rồi và vô thử thôi. Mình sẽ vô thử cho các bạn xem thôi đó, để cho các bạn thấy là vô được chứ không phải là tải về rồi vô không được nha các bạn. Mình vô thử cái trò Last of Clans cho các bạn xem nè. Như vậy
vô được nha các bạn. Rồi tương tự trò hay đây, thì để nó xong cái mình vô thử cho các bạn xem. Bấm vô đó, nó vẫn vô nha các bạn. Đó, vẫn vô bình thường nha. Rồi xong thì giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là khi mà chúng ta tải về được rồi á, thì chúng ta chuyển dùng Việt Nam để chúng ta tiện sử dụng nha các bạn. Thì giờ mình chỉ cho các bạn tiện về đó, mình cũng vô cái ID của mình, rồi cái tên nghe cho ID. Xong các bạn vô cái dùng nữa, cái dùng giống nãy luôn, thì mình chuyển Việt Nam. Đó đó, ngay cái chỗ đó đó, rồi mình bấm vô thôi, chỗ country nha các bạn. Là dùng đó, mình bấm vô. Rồi bấm OK thôi luôn, rồi mình xuống, kéo kéo xuống dưới, mình tìm Việt Nam. Rồi bấm Việt Nam đồng ý nè. Đồng ý nè. Đó, thông tin nè, các bạn để không nha các bạn. Rồi, này các bạn bấm đại tên đường gì cũng được, ở Việt Nam rồi các bạn biết rồi, bấm đại tên đường gì cũng được. Thành phố thì Thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Cái mã zip á, thì cái mã zip của thành phố là 70.000 nha các bạn. Thì các bạn cứ bấm 70.000 vô là nó vô. Rồi xong số điện thoại thì mình cũng điền đại cũng được, điền hẳn số điện thoại của bản thân mình cũng được. Đó. Rồi mình bấm đồng ý thì sẽ được thôi. Đó, thì cái đó là mình trả về lại cái mã dùng Việt Nam cho mình luôn, để mình tiện sử dụng. Rồi đó, được rồi nha các bạn. Đó, chuyển sang tiếng Việt hay chưa nha các bạn. Vừa rồi thì mình cũng hướng dẫn các bạn tải xong cái trò chơi Lab Land cũng như hay đây. Thì các bạn nào mà chưa biết cách tải vậy thì có thể theo dõi clip của mình. Có thể có gì mà thắc mắc chưa tải được thì có thể comment phía dưới, thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn. Thì giờ đến giờ cái máy phát thanh của cái app mình nó phát ra nha các bạn, thì cũng hơi ồn, mong các bạn cảm. Thì các bạn xem xong clip thì cảm thấy hay thì có thể cho mình xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Và xin chào các bạn.